Ngân hàng Thế giới cho biết tình trạng mất cân bằng thu nhập tại Indonesia đã đạt mức kỷ lục trong lịch sử nước này. Theo công bố của Ngân hàng Thế giới, hệ số Gini tại Indonesia tăng đến 41% trong năm 2014, đây là hệ số biểu thị mức độ bất bình đẳng trong phân phối thu nhập giữa các tầng lớp dân cư của một quốc gia. Các chuyên gia nhận định đây là lần đầu tiên Indonesia gặp tình trạng mất cân đối thu nhập nghiêm trọng nhất trong lịch sử nước này. Ngân hàng thế giới đưa ra 4 giải pháp cho Indonesia trong thời gian tới. Thứ nhất là cải thiện dịch vụ y tế, giáo dục và các giải pháp kế hoạch hóa gia đình. Thứ hai nâng cao hệ thống nghề nghiệp và đào tạo kỹ năng cho lao động. Thứ ba giảm thiểu tác động sốc của kinh tế toàn cầu lên kinh tế nội địa và cuối cùng là điều chỉnh sự mất cân bằng thu nhập bằng hệ thống thuế và chi tiêu của chính phủ. Mặc dù sự chênh lệch thu nhập giữa thành thị và nông thôn đã được cải thiện trong nhiều năm trở lại đây, nhưng trên thực tế, tỷ lệ người sống trong cảnh nghèo đói vẫn đang là thách thức lớn cho chính phủ Indonesia hiện tại. Thống kê cho thấy, 40% dân số nước này chỉ kiếm được xấp xỉ 22 đô la Mỹ một người một tháng.